Dạ vâng, em Khải Đăng xin kính chào tất cả bà con, cô bác, anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khải Đăng Ô tô Hải Phòng. Em chuyên bán những dòng xe cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ, địa chỉ An Lão, Hải Phòng nhé. Thì hôm nay em có lên sóng báo giá cho mọi người những chiếc xe 7 chỗ loanh quanh giá từ 200 triệu thôi. Đấy, báo giá cho bà con nhé. Xe con thì rất là nhiều nhé các bác nhé. Hiện tại mùa dịch thì bên em vẫn có thể di chuyển được một số tỉnh, hôm nay vẫn đi xin giao xe Thanh Hóa và Hòa Bình được các bác nhé, nên mọi người cứ an tâm thôi. Anh em cứ báo chuẩn qua Zalo, làm việc qua Zalo số điện thoại 0326062789 thì bọn em sẽ giao xe tận nhà cho các bác. Loanh quanh cửa tiền 200 triệu đồng thì mua được xe 7 chỗ gì mà vừa đi gia đình được mà vừa chở đồ chở hàng được. Thì đây, em sẽ đi báo giá loanh quanh khu vực 200 triệu cho bà con sở hữu một mẫu 7 chỗ. Hơn 200 một tí hoặc là dưới 200 cũng báo nhé. Nên là bà con, thì có những con xe bà con sẽ thích và có những con xe bà con chưa nghe đến bao giờ và không thích. Ví dụ như chiếc 22 này, 27 này, thì nó là dòng xe 7 chỗ của dòng xe Trung Quốc 22. Động cơ nó chỉ 2.0 thôi, túi khí ABS đầy đủ, số tự động nhá. Nhập khẩu 5 chỗ ngồi. Động cơ 2.0 dòng 23 nhập khẩu từ Trung Quốc này về. Thì nó là phiên bản số sàn. Số sàn nó nhận nói nhầm là số tự động. Đây, nhưng keo chỉ zin không đâm đụng gì. Mà giá nó 179 triệu. Đấy. Để phục vụ bà con các bác anh chị. Các bác nào mà quan tâm chiếc này thì hãy alo cho Khải Đăng Ô tô với số điện thoại 032 6062 789 nhé, keo chỉ zin hết. 237 này nhiều anh em biết chơi là chơi rất sướng nhé. Đó. 7 chỗ cửa tiền 200 triệu nha em, rất là nhiều để cho phục vụ với bà con. Đó. Nếu mà Hayma và chiếc Captiva thì em sẽ lấy Captiva. Đây thì Captiva đây. Captiva đời 2007, phiên bản số sàn, động cơ 2.3 nhé. Chiếc này 2.3 đời 2007. Biển 24 là Lào Cai 04250. Chiếc xe này bao đẹp, bao zin cho bà con các bác anh chị. Đấy, mình như máy nó còn zin hay sao ấy. Xe gia đình xịn, không có taxi dịch vụ gì. Dòng này thì chấm nó to thì anh em không đi taxi dịch vụ. Mà nói thật với anh em là đời 2007 anh em là có tiền mới có xe mua được xe này nhé. Có tiền luôn. Nó dòng SUV mà. Crossover hạng gầm cao máy thoáng. Ngày xưa nó thế này là to đẹp nhất rồi, gần như là đẹp nhất rồi. Vừa to vừa đẹp. Còn nó Nexus, Nexus thì mình không nói làm gì cả. Nhưng mà ui, chết rồi, ông nào khóa cửa rồi, chết tôi không. Con này nội thất đẹp lắm anh em nhé, nội thất zin hết, bao zin cho bà con. Mới hôm qua mở xong hôm nay khóa. Này nội thất đẹp. Thôi rồi tí xem nội thất con kia này sẽ quay ra con này. Đấy, tất cả cánh cửa nhé, cũng như là đầu cabo, đít cabo, cũng như là cái ba đài sốc đằng sau với lại cái mép chỉ cốp đằng sau còn zin hết, không hề đâm đụng va chạm gì. Em có làm video riêng chiếc này rồi. Dòng này thì hơi kén khách một chút thì nhiều anh em thấy chấm to là anh em chạy, nhưng mà 2.3 nếu các bác mà đi đồi núi thì em khuyên các bác đi dòng chấm to này. Vì thế này em giải thích cho mọi người nhé. Nhiều anh em nghĩ chấm nhỏ là nó tiết kiệm xăng, đúng thật. Nhưng mà nếu anh em đi đường bằng thôi. Còn nếu anh em ở đồi núi, ví dụ Lào Cai, Sơn La, Lai Châu chẳng hạn, hay là Điện Biên, hay anh em ở những khu vực mà Vĩnh Phúc hay là ở trên đồi trên núi một tí, Quảng Ninh, mà các bác đi hơi cao cao một chút, anh em đi 1.0 là rất là tốn xăng nhé. Các bác mà chở lặng, chở 4-5 người mà đi, anh em đi 1.0 mà neo tí dốc thôi là nó sẽ tốn xăng hơn bình thường rất là nhiều. Vì nó phải bơm thật nhiều xăng vào buồng đốt thì nó mới có tốc lực để nó phin dốc cho các bác. Hoặc anh em lên cầu thôi, một cái cầu to. Anh em cứ ép côn ép số mà chở 4 người, chở lặng một con xe 1.0 thì hoặc 1.5 thì nó sẽ tốn xăng hơn cái con 2.3 này các bác nhé. Anh em nên nhớ là nó sẽ phục vụ được rất là nhiều cái cung đường. Đó. Thì cái dòng Captiva này nó dòng xe của Mỹ, đồ nó cũng chắc chắn và bền. Đấy, nó được trang bị thêm ABS và túi khí đầy đủ, dòng xe sang. Ngày xưa thôi, bây giờ thì nó cũng sang bình thường rồi. Nhưng mà cái giá tiền của nó rất là yêu. Em chỉ bán 200 triệu đồng thôi. Các bác nhé, đồng giá 200 triệu đồng một chiếc 206, một chiếc 207 đây. Đây đây, chiếc này 207, còn chiếc này 206 đây các bác nhé, biển Thanh Hóa. Con này thì em thấy nó nhỉnh hơn về độ đẹp. Đấy, đời 206 những đồng giá cho bà con này. Em bán 208 triệu nhưng mà giờ bán thành 200 thôi. Chiếc này bán 212 triệu, giờ bán cho các bà con 200 triệu nhé. Đây, đây, chiếc này thì bên em đang chào bán tại cửa hàng là 208 triệu đồng. Giảm giá trên livestream chỉ còn 200 triệu cho bà con lựa chọn. Đấy, xe được trang bị 4 quả nan đăng đúc cũng như bên này thôi, giống nhau thôi, nhưng mà bên này nó lại sơn cái nan đăng thâm nhìn rất là đẹp. Nan đăng thâm này, xong rồi 4 quả lốp mới nhá. Con này thì được 4 quả lốp mới. Mới hơn bên này. Bên này thì 4 quả lốp cũng qua sử dụng được tầm 1 năm 2 năm rồi. Còn đây là 4 bùm quả lốp em nghĩ là được mấy tháng thôi. Xe rất là đẹp. Rồi. Bao zin cho bà con. Bọn em không làm xe lỗi đó.
nọ có con xe lỗi thì bán cho thợ rồi, thợ về thợ dọn, bọn em không không làm xe lỗi. Hơi va một tí bọn em cũng bán đi, tại vì đến lúc khách hỏi có va không thì mình trả lời nó khó, đúng không ạ? Còn chiếc này em cam kết cho bà con luôn, hai chiếc này luôn, những chiếc xe của bên em cam kết cho bà con luôn trực tiếp này, 200 triệu đồng và cam kết không lỗi nhỏ, không đâm đụng ngập nước nhé. Nếu đâm phát hiện đâm đụng ngập nước tặng xe. Đấy, anh em có thể lưu cái video này vào, tại vì nếu mà anh em bắt lỗi thì phá một cái thương hiệu nó đơn giản lắm, anh em cứ nói phải chuẩn. Đấy, anh em cứ làm việc với em, nhắn tin có văn bản, có chữ ký của em thì anh em sẽ biết được là bên em làm ăn chuẩn, chứ không nói linh tinh. Nhiều nơi cứ bảo đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm, đến xem không đẹp thì rất là buồn. Thì đây, đẹp lắm nó phải như này anh em này. Nó bên ngoài đã đẹp thế này rồi, bên trong các bác nhìn này. Đây nhá, con kia nó cũng đẹp như vậy. Keo chỉ cánh cửa anh em nhìn này. Đấy, zin không mất phần nào nhé. Xong rồi cái tapi cửa anh em nhìn nó mới không? Nhìn nó mới đét này. Tất cả này chưa xước này. Chưa hề xước một tí nào, vân sần nó còn nguyên. Với cửa tiền 200 triệu đồng thì các bác lấy chiếc này về, nói thật với anh em nhé, đi ngoài đường không biết đời bao nhiêu. Cái dòng này nó giấu đời, nó đẹp lắm. Có gương kính chỉnh điện này, có dẫn nút cụp xòe đây, không biết cụp được không. Đấy, có tăng giảm độ sáng ở trong cái màn hình này. Có trang bị ABS túi khí và có màn hình Pioneer, có cam nùi. Đó, rất là nhiều cái tính năng của một chiếc xe. Đây anh em nhìn trần này, trần này là trần nỉ nguyên bản như từ đầu đến bây giờ nhé, không hề bẩn một chút nào. Con kia còn đẹp hơn cơ, trần nỉ còn đẹp hơn cơ. Nhưng mà cái này ăn bộ giường ghế da còn nguyên anh em nhé, ghế da từ đầu này. Các bác nhìn hộ em cái da xịn của nó không giống cái loại da anh em mình bọc ngoài đâu. Da này nó thấm mồ hôi rất là tốt và nó chống mồ hôi và nó lau chùi rất là dễ. Đấy, nguyên chữ Captiva kìa, đấy. Nguyên luôn. Đây anh em nhìn tắp nô tắp ni của nó còn nguyên hết này. Nó đẹp, nó cứng cái này đây, từ cái củ số đến vô lăng của nó rất là đẹp. Đó. Nên là keo chỉ zin không đâm đụng va chạm. Đó, đây. Ghế này nó có thể hạ ra nằm như này, thoải mái chưa? Đằng sau có thể hạ được hai ghế kia. Thích thì anh em nâng lên. Nâng lên như này anh em ngồi 5 người, nâng lên sau nữa là ngồi 7 người. Có thể ngồi 8, ngồi 9 tùy theo từng gia đình, nhưng mà trần của nó là các bác uy tín luôn. Zin hết nhé, ngập nước là cái loại trần này vẫn đi hết anh em nhé. Đấy. Nên nhớ vậy. Có những chiếc xe người ta làm trần da thì em không nói em gì. Nhưng có những chiếc xe mà người ta đang trần nỉ, đang thích trần nỉ tự dưng làm trần da, hoặc là ngập nước thì nó mới hỏng thế, hoặc là nó bị làm sao. Đấy. Hoặc nhé, yên tâm thôi. Uy tín trách nhiệm tạo thành công. Bên em có cam kết bằng văn bản cho bà con có anh chị. Đây phụ tùng màu. Mở cốp xe, úi rồi. Ông nào mới mở mà quăn cả. Quăn cả gì đây? Quăn cả cái bộ kích của em đây. Chụp luôn. Đăng vào công ty, ông nào mở vào cái của tôi mà quăn hết đây. Xe thì biển Thanh Hóa anh em nhé, có 3 rút hồ sơ 200 triệu đồng. Đó, xe rất là đẹp. Các bác đi và gia đình thì 2.3 thì nếu anh em đi đường bằng thì nó rơi vào tầm 10 11 lít, còn nếu anh em đi trong phố là tầm 13 lít anh em nhé. Để cho bà con tự lựa cân đối nước xe. Vì sao nó lại đắt xăng như thế? Vì nó chấm chấm to, vì nó xe to nó đẹp. Thế thôi. Ông đi xe to xe đẹp thì phải đắt xăng là đúng rồi. Còn cái dòng 2.0 như này thì nó dòng xe nó sẽ không đẹp bằng con này được. Karen nó thật không đẹp bằng cái con Captiva được, nhưng mà nó cùng đời thôi, chứ còn đây đời 2015 cơ bác nhé. Đời 2015 màu vàng cát một chủ từ đầu. Biển Nghệ An, bên em có làm trả góp cho anh Hải Phòng nhưng mà anh ấy rút hồ sơ rồi, nhưng mà anh ấy lại đổi kèo, anh ấy bỏ cọc, anh không đủ tiền để lấy. Nên là bên em mở bán cho bà con có anh chị giá rất là rẻ, hơn 300 triệu đồng thôi, đời 2015. Bao zin toàn tập anh em nhé, máy zin, keo chỉ zin toàn bộ hết, không hề mất phần gì. Có mất cái ốp nhựa, ốp inox ngoài này thôi, thì bên em sẽ thay cái này đi. Xong rồi nó ốp lại inox cho bà con đây này, nội thất nó như mới luôn. Xe đẹp hết cỡ, đấy, đẹp hết cỡ, 11 vạn chuẩn nhá. Nếu anh em nào bảo tua, mang ra hãng mà bảo tua thì em cho xe ngay. Đấy, trần nỉ nguyên bản luôn, sạch sẽ. Ghế da, cái dung, tất cả mọi thứ đều nguyên bản theo xe, chưa hề thay thế gì cả. Đó, bàn đạp chân côn, chân phanh, chân ga rất là mới này. Tapi cửa, keo chỉ cánh cửa. Chỉ bán cho bà con 312 triệu đồng thôi. Bà con có bác anh chị nào mà quan tâm chiếc này thì alo cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 032 6062 789 nhé. Nó dòng Karen thì động cơ 2.0, nó cũng trang bị đầy đủ túi khí và phanh ABS nhé. Ôi dồi chết rồi, Sunny ông nào mở cửa nãy mưa to phát thì chết không. Nhiều lúc mở cửa hơi hé này nhé, hoặc là kính hơi hạ này, nước nó vào đây, nó ngấm vào đây rồi anh em xem lại bảo ngập nước thì rất là buồn đấy. Hoặc là nhiều trường hợp là cái sàn nó có nước là do anh em đi nhưng mà nước nó to, nhiều nước nó to nó tràn lên đây, nó tràn vào sàn là bình thường, chứ không phải ngập nước. Đấy, không phải ngập nước anh em nhé, mọi người đừng lo. Cái đấy mình sấy khô đi là được, còn lại là ngập nước anh em phi xuống ao xuống hồ thì đấy là mình ngập nước đấy. Hoặc là anh em nào mà để ở ngoài ngoài trời ngoài chung này mà lở lênh bênh xe lên trên như Hà Nội ấy, hay là hầm chui hầm rung nào đấy thì nó lại ngập nước. Nhưng con loại này thoải mái anh em ạ, không nói gì, nước chảy vào thì tát ra không ngại. Chiếc này thì có qua dịch vụ rồi thì bên em chào bán mức giá là 225 triệu đồng. Đây
bao hồ sơ cho bà con biển Hà Nội nhé. Bây giờ thì Hà Nội đang giãn cách thì chưa rút hồ sơ được, thì bên em cũng chưa mở bán chính thức, nhưng mà bên em anh em nào mà thích chiếc Nissan Sunny đời 2014 này thì hãy alo cho Khải Đăng ô tô qua số điện thoại 0326062789, xe biển Hà Nội, tên công ty, nhưng mà bên em sẽ bao ra tên cho bà con các bác anh chị với mức giá 225 triệu đồng. Quá đẹp luôn. Quá rẻ và đẹp. Bao zin nhá, máy zin, keo chỉ zin, là răng là đùng đẹp lắm, form dáng còn nguyên. Đâm đụng tặng xe. Đấy. Không làm xe lỗi nên bà con cứ an tâm thôi. 7 chỗ giá rẻ thì đây, còn mấy chiếc nữa thì em quay nốt cho bà con các anh chị này. Có chiếc Kia Carrera đời 2009 giá chỉ 199 triệu đồng cho bà con các bác anh chị, alo ngay cho Khải Đăng ô tô. 199 triệu rồi, chưa đến 200. Nhưng nó đời 2009, được cái này nó hay hơn cái 2.3 kia một tí. Anh em có thể lựa chọn xe gia đình đẹp thì lấy con Captiva kia. Xăng nó tốn một chút, nhưng mà chiếc này thì anh em này sẽ là lựa chọn cho anh em đi đường băng. Không phải đồi núi gì, một con một động cơ 1.6 đây. Nó chỉ bằng Vios thôi, hoặc là bằng con Nissan Sunny thì thôi. Xăng tầm khuôn 7.5 lít/100 km. Đấy, Kia Carrera biển Lào Cai này. Bên em đang chào bán mức giá 199 triệu đồng. 2.8 thì giảm 9 triệu, còn 199 thôi. Bên em chào bán 199 triệu đời 2009 nhé, động cơ 1.6 tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, mang nước sơn màu vàng cát. Nó rất là vừa tiền để cho bà con lựa chọn làm xe là 7 chỗ gia đình nhé. Đây anh em nhé, sơn từ sơn si đến máy gầm là không phải bàn. Đấy, đẹp luôn, sạch sẽ. Sơn si keo chỉ đây. Máy gầm các thứ rất là ngon, đẹp, màn hình cam nùi không thiếu gì cả. Trần nỉ nguyên bản. Đấy. Đẹp lắm, sạch sẽ. Đấy, nội thất cũng rất là đẹp nhé. Máy đề phát nổ ngay chạy phà phà. Đấy, anh em nhìn này. Đây. Táp nô của nó này, bân sần nó còn nguyên này, không hề có dấu hiệu của bị mòn nhiều đâu anh em nhé. Xe còn khá đẹp và cứng nhé, 7 chỗ ngồi. Đấy, anh em có thể hạ ghế chở cái này, anh em nói thật với các bác này. Nếu có công có việc, anh em mình chở đồ, chở đạc thì chở máy, chở móc, thoải mái luôn. Đó, với giá 199 triệu. Thì đây, nếu mà anh em thích dòng Innova thì em giới thiệu Innova cho bà con các bác anh chị đây ạ. Toyota Innova đời 2011 nhé. Mà bên em chào bán 238 triệu biển Hà Nội đây. Rất nhiều anh em hẹn hết dịch thì xuống, nhưng mà dịch hơi lâu. Đấy, đăng kiểm tháng 1 năm 2022. Xe biển Hà Nội tên tư nhân nhá. Đó. Keo chỉ zin không đâm đụng va chạm gì. Đó. Đấy, gương điện cụp xòe này. Gương điện cụp xòe xi nhan gương tích hợp đầy đủ hết các bác nhé. Không hề thiếu tính năng gì cả. Đây, màn hình cam nùi đây. Đấy. Hai dàn điều hòa đầy đủ ấy nhá. Hai dàn điều hòa đầy đủ nhá. Đấy, vô lăng đây, đẹp. Củ số đây, đẹp luôn. Đấy, không hề thiếu gì. Bên em chào bán với giá tiền là rất là hợp lý thôi, 238 triệu đồng. Phục vụ cho bà con, các bác anh chị nào mà quan tâm đến chiếc xe này, để về làm xe gia đình, xe tránh mưa, tránh nắng, rồi xe đi dịch, hoặc là xe chở công nhân, chở anh em đi làm, công trình, công trường, thì nó rất là ok, nội thất rất là đẹp. Nội thất rất đẹp, cánh cửa là rất là cứng nhất đây này. Anh em bóc cột, bóc kèo ra xem mà chưa đóng lại đây. Các bác nhìn này, cẩn thận đấy, ông nào cẩn thận đến mức bóc cái cột ra xem này. Mà chưa chốt đây. Đấy, cẩn thận thế là tốt. Bọn em làm rất là kỹ nên là có cam kết cho các bà con, nên bà con cứ an tâm thôi. Không phải kỹ này đâu. Bác nào đến xem thì nhớ đóng lại cho em nó ngon lành như này, đóng để này. Đúng ạ. Nội thất rất là đẹp. Đây, trần nỉ, trần nung này, dàn điều hòa đây, đằng sau cũng có này. Đầy đủ nhá các bác nhá. Đó, bên em chào bán tại cửa hàng là chỉ có 238 triệu đồng mà thôi. Đó, gương điện cụp xòe độ lên đầy đủ hết rồi. Đời 2011 mà giá 238 triệu đồng. Đó, 7 chỗ vẫn còn giá rẻ anh em nhé. Có kia 7 chỗ, còn dây kia thì dây DX đời 2004 bên em chào bán mức giá 130. Đó nhá, chiếc đó thì đây. Đắt tiền nhất bãi thì có chiếc đời 2017. Con này thì nếu mà anh em bảo một lỗi nhỏ to xe ngay. Đời 2017 một chủ từ đâu? Chủ là công ty nhé các bác nhé, không phải là chủ tư nhân đâu. Chủ tư nhân thì người ta chạy dịch vụ, đây là chủ công ty thôi. Xe của này chở chuyên chở kiểu dạng lãnh đạo mà chuyên gia, ít đi thôi, không đi nhiều, có 7 vạn chuẩn nhé. Xe đi 7 vạn chuẩn, đời 2017, một chủ thứ mới, tên công ty này. Nội thất nguyên zin hết, chưa mất cái gì cả, ghế cũng còn nguyên hết, tất cả mọi thứ đều nguyên zin. Nếu anh em nào mà phát hiện ra không zin tặng xe ngay. Đấy, không một lỗi nhỏ luôn. Có hộp, đây là hộp lạnh anh em nhé, hộp lạnh của đời 2017 có này, form mới có ạ. Hộp lạnh đây, trong này thì anh em có thể đựng được hai chai nước. Đấy, non nước, nếu mà non bầu húc thì đựng được 3-4 non. Đấy, anh em khi bật điều hòa nó sẽ tự động làm mát cái nước uống cho anh em. Đấy, rất là ok. Dìn hết nhá, máy eco đấy nhá, máy eco tiết kiệm nhiên liệu. Đó, cửa tiền đấy. Tiếp theo là chiếc
dây GL đời 2005, GL một chủ từ mới biển Nghệ An đây, thì bên em chào bán mức giá là không tiền 180. Đó, dây GL thì nó dòng xe Tota đấy, dây. Còn dưới này còn chiếc nữa. Bây giờ tiền này bên trên còn một hàng nữa nhưng em chưa kịp báo cho bà con các bác alo cho em khả năng nhé. Đây. Một chiếc 7 chỗ nữa, Santa Fe máy dầu này thì bên em chào bán mức giá 528 triệu, đời 2009 máy mới EVGT máy zin. Đấy. Keo chỉ zin hết một chủ từ đầu. Còn đây là chiếc Mitsubishi Zinger đời 2009, bên em chào bán 259 triệu, giảm giá ngay chỉ còn 238 triệu đồng thôi. Đấy, giảm hơn 20 triệu đồng cho bà con các bác anh chị đã quan tâm. Động cơ 2.3, máy xăng nhá. Đấy, nó giống con gì kia, giống con Captiva kia nhưng nó là máy xăng. Đấy. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của Khả Năng Ô Tô. Xin kính chúc mọi người có những ngày hạnh phúc vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào mọi người trong những clip tiếp theo.